Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube Ahaha Lê Trần Thái Anh. Thanh cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của mình trong thời gian vừa qua năm 2021 và mong mọi người tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này trong năm 2022. Và đây là buổi review sách đầu tiên của năm mới. Nhân dịp năm mới cũng kính chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều đều thành công. Hôm nay Thanh sẽ chia sẻ với các bạn một quyển sách nói về ăn uống. Cổ nhân thường có nói là mỗi người là biểu hiện của những thứ mà mình ăn vào. Còn người Nga thì có cái câu ngạn ngữ rất là hay, vô cùng thâm thúy, đó là một đầu bếp giỏi tốt bằng 7 bác sĩ. Vì thế, hiểu biết về vấn đề ăn uống sẽ mang lại không chỉ là sức khỏe về thể chất mà còn là về tinh thần. Triết lý căn bản ở trong ăn uống của phương Đông á, là ăn để mà sống chứ không phải sống mà để mà ăn. Ăn uống là phải tuân theo nguyên lý thiên địa nhân hợp nhất. Cơ thể được xây dựng bởi những thức ăn hàng ngày, đó cũng là cái nguồn năng lượng mà chúng ta hoạt động từ đó. Vì vậy, hiểu được minh triết trong ăn uống của phương Đông đó là điều mà vô cùng cần thiết. Tác giả Ngô Đức Vượng đã quan tâm đến vấn đề này. Ông đã ăn chay trường, ăn gạo lứt, muối vừng, nhịn ăn để chữa bệnh cho mình và giúp cho nhiều người khác để thực hành chữa bệnh, nâng cao sức khỏe và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Thông qua quyển sách Minh Triết của ăn uống phương Đông. Về tác giả thì đây là một tiến sĩ, một lương y, Ngô Đức Vượng, sinh năm 1941, là giảng viên của Đại học Đà Lạt của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là một lương y giàu kinh nghiệm, đã xuất bản rất là nhiều quyển sách về thực dưỡng, về tôn giáo, về năng lượng sinh học, về các vấn đề về tinh thần. Trong quyển sách này có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau, là từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ai cũng biết ăn uống là một vấn đề rất là quan trọng. Có nhiều câu ngạn ngữ ở Việt Nam chúng ta thấy là ăn chắc mặc bền, ăn được ngủ được là tiên, có thực mới vượt được đạo, học ăn học nói học gối học mở. Từ ăn là thường đứng đầu, chỉ đứng sau từ làm, người ta gọi là làm ăn. Thực phẩm cho đời sống của chúng ta về sinh lực cũng như là, nhưng mà nó có thể là nó hại chúng ta nếu mà chúng ta ăn uống sai. Mọi bệnh tật về nguyên tắc đều có thể chữa lành bằng cách là mình điều chỉnh lại chế độ ăn cho hợp lý. Nên là ăn uống và bệnh tật là thường đi đôi với nhau, đúng không ạ? Chúng ta hãy đi ngược về dòng lịch sử, đó là sự tiến hóa của loài người. Về thời kỳ cổ đại, tổ tiên của chúng ta vẫn là loài ăn thịt, nên là khi ăn thịt thì đó là cực dương. Do bản năng tự điều chỉnh và họ tự tìm đến các loại thức ăn là cực âm như là trái cây, thảo mộc. Sau đó do ăn nhiều cái thức ăn có cực âm quá thì họ quá âm đi, họ cảm thấy là thời tiết làm cho họ lạnh giá và họ tìm đến thức ăn cực dương để cho họ đỡ lạnh hơn và bắt đầu họ tìm đến những các loại hạt như là hạt quả hạch, các loại hạt ngũ cốc. Và đây là loại thức ăn hoàn chỉnh nhất, nó chứa carbohydrate và cái vỏ cám bên ngoài nó giúp cho phát triển về trí não lẫn thể chất và ngày càng hoàn thiện hơn. Sau đó tổ tiên của chúng ta biết dùng lửa. Lửa nó giúp cho tổ tiên loài người bước lên một bậc thang tiến hóa mới, vượt lên trên muôn thú. Về thời kỳ cận đại thì dựa vào chế độ ăn uống thì chúng ta có thể là chia làm 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm các dân tộc ăn thịt. Họ là cực dương, có giác quan rất là sắc bén, hoạt động rất là mạnh, xu hướng về thế giới vật chất, về rất là thực dụng. Họ thường ở môi trường lạnh giá nên là phát triển về khoa học kỹ thuật rất là nhanh. Đó là tổ tiên của người Âu, người Mỹ ngày nay. Còn nhóm các dân tộc mà ăn cá, có khuynh hướng bảo thủ, đó là tổ tiên của người Nhật, người Ý. Còn nhóm ăn trái cây, ăn thảo mộc, giác quan không sắc bén nhưng mà họ có cảm xúc về tâm linh rất là nhạy bén, đó là nhóm người ở châu Á. Ở thời kỳ hiện đại thì nhóm ăn trái cây, ăn hoa quả nhiều nên là cái tính âm nó rất là mạnh, họ chuyển sang ăn ngũ cốc, ăn những cái thảo mộc nấu chín. Còn nhóm người ăn thịt, ăn cá thì phân hóa thành nhóm ăn đường, ăn sữa, nhóm ăn thực phẩm công nghiệp. Về khoa học thực dưỡng, thực dưỡng đó là một cái cách mà nuôi sống bằng ăn uống. Có nhiều quan điểm khác nhau giữa phương Đông và phương Tây. Ở phương Tây thì người ta cho rằng ăn phải đầy đủ về calo mỗi ngày. Mỗi ngày con người ta sẽ phải nạp là 2.300 đến 3.000 kg calo. Nhưng mà họ chưa giải thích được
Những người mà ở trong nắng, ở xứ nóng thì luôn ăn ít hơn những người ở trong bóng mát và ở xứ lạnh. Quầy khoa học chứng minh là dư thừa calo là nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh như là béo phì, các bệnh nan y về tiểu đường, tim mạch, ung thư, vân vân. Cho rằng cơ thể có gì thì phải cung cấp cái thứ đó để bù lại cho các hoạt động đã bị tiêu hao. Từ đó người ta sẽ phân tích và xác định các chỉ tiêu dinh dưỡng cho từng loại khẩu phần ăn. Nhưng người ta vẫn chưa thể nào giải thích được bò ăn cỏ, vậy thịt ở đâu mà nó cho những cái cơ bắp rất là chắc nịch? Bò có uống sữa đâu mà nó vẫn cho ra nhiều sữa? Có ai bón đường cho cây mía, tưới bơ cho cây bơ mà cây mía nó vẫn rất là ngọt, cây bơ nó vẫn có nhiều chất béo? Các bà mẹ hồi xưa không có sữa để uống nhưng mà vẫn dư sữa, thừa sữa cho con. Nhưng bà mẹ hiện đại uống rất là nhiều sữa nhưng vẫn thiếu sữa cho con. Còn về phương Đông thì họ giải thích là mọi sinh vật đều được nuôi dưỡng từ năng lượng của vũ trụ. Ví dụ như ở trong cây xanh, rau, củ quả, họ tiếp thu cái năng lượng gián tiếp từ mặt trời. Theo kết quả điều tra của các tổ chức khoa học và y tế thì dân tộc mà ăn thực vật thì có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Còn dân tộc mà có nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, suy thận, ung thư, tuổi thọ ngắn, thường là họ ăn thịt. Và tác giả khuyên chúng ta nên ăn uống theo nguyên lý âm dương. Âm dương là hữu thanh vô hình. Mình nói một tí xíu về âm dương. Về xu hướng, dương là những gì mà hướng vào tâm, vào bên trong, vào tâm, có tính co rút lại. Cái vật nặng về hướng về tâm là dương. Cái vật chất khô có xu hướng co lại. Những cây mà có lá nhỏ như là cây ngải cứu, cây cà rốt. Còn tính âm á, là âm là ly tâm có tính giãn nở. Cái phần nhẹ có ly tâm lực gọi là âm. Có chứa nhiều nước giãn nở ra như là hạt đang nảy mầm, giá thì âm tính nhiều hơn. Các cây lá to như là chuối hoặc là người trắng trẻo nhưng mà yếu đuối thì hướng về xu hướng là âm tính. Về vị trí, cây bò sát mặt đất, rau như rau má, bí ngô, các cây mà có củ đâm xuống đất như là cà rốt của cây ấy thì nó có tính dương. Cây mọc vươn lên cao và cái củ nằm ngang như là khoai lang, khoai tây thì thuộc tính âm. Về con người, cái gì âm thì lẫn vào trong mà dương thì tràn ra ngoài. Về mùi vị, tính âm là về cay, chua, ngọt, làm nở giãn mau mạch như là rượu, gừng. Còn dương là mặn, đắng, chua, rồi các loại nha đam, sắn, tam thất, vân vân. Về màu sắc, màu dương là các màu về màu nổi như là đỏ, cam, vàng. Màu âm là lục, lam, chàm, tím. Còn màu trắng là trung tính. Nên ăn các loại thức ăn theo âm dương. Vì nếu mà sai nguyên lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Ví dụ, người ít ăn trái cây mà hay bị rụng tóc, đúng không ạ? Khi ăn nhiều cái trái cam thì tóc sẽ rụng nhiều hơn. Và trẻ em đái dầm khi mà ăn nhiều cam cũng sẽ đái dầm nhiều hơn. Người bị lao phổi là đã mang tính âm tính. Nếu liên tục ăn măng giá, đó là chất các thứ thịnh âm, thì sẽ làm giảm tuổi thọ, ho ra máu, bệnh nặng hơn. Thực vật là mang tính âm tính. Các loại trái cây mọc trên cao thì càng âm tính. Nên là khi mà chúng ta đang sốt cao là dương, thì lấy những cái quả chanh chua đó là mang tính âm tính, chúng ta sát vào cơ thể hoặc là chúng ta uống nước chanh thì sẽ làm hạ sốt. Người Âu Mỹ sống ở vùng lạnh là vùng âm. Cơ thể họ thì đang là dương, nên là họ ăn rất là nhiều thịt, trứng, phô mai làm dương. Nên là cần phải ăn nhiều trái cây, rau sống để trung hòa lại với nhau. Khi mà trung hòa lại với nhau thì để làm đào thải những chất cặn bã trong cơ thể họ ra và tạo môi trường kiềm tính hơn. Còn ở châu Á thì chúng ta ăn nhiều loại thảo mộc là âm tính, nên là đừng có quá nhiều hoa quả mà chúng ta ăn và quá mức thì sẽ gây ra một cái tai hại. Quá âm cũng không tốt. Và chế độ ăn uống phải có sự cải biên. Thực phẩm đó là cầu nối giữa con người và vũ trụ. Các bậc hiền triết xưa đã chỉ ra rằng cơ thể con người lẫn tâm trí bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ mà chúng ta ăn vào. Do thức ăn mà chúng ta ăn vào là thảo mộc, không lên men, thối rữa, vì vậy cơ thể luôn nhẹ nhàng, thoải mái.
Ăn theo nguyên lý âm dương sẽ tạo ra một môi trường kiềm, máu được thanh lọc, huyết khoản được hoạt động tốt, quá trình bài tiết qua da dễ dàng hơn, làm cho da của chúng ta tươi trẻ hơn, mịn màng hơn, hồng hào hơn, nội quan khỏe mạnh, sức khỏe chịu đựng dỗi dẻo dai, thì quá trình lão hóa được chậm lại, trẻ nên trẻ trung hơn. Nhịn ăn chữa được bệnh, đây là một trong những phần mà cũng là rất là quan trọng mà tác giả muốn truyền tải đến chúng ta. Chúng ta thường nghe câu là phục dược bất như giảm khẩu, nghĩa là dùng thuốc không bằng nhịn ăn. Không nên làm cho cơ thể trầm trọng thêm sự đau đớn của con người bằng cách là ép họ ăn mà bất chấp sự chấp nhận của cơ thể của họ. Khi nhịn ăn thì cảm thấy cơ thể có nhiều đổi mới như là mụn nhọt, lan ban vân vân sẽ biến mất đi, da dẻ non trẻ trở lại. Nhịn ăn là phương pháp tự nhiên giúp cho mọi hoạt động của cơ thể trở lại bình quân tự nhiên vốn có của nó, tống khứ đi những chất dư thừa cặn bã được tích tụ từ trước đi ra ngoài. Và tác giả cũng muốn gửi gắm ở trong cái quyển sách Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông, đó là ăn uống là vấn đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta biết ngôi nhà được xây dựng từ gạch, từ xi măng, thì khi mà nó bị hư hỏng thì chỉ có thể dùng gạch, xi măng để sửa chữa. Cơ thể của chúng ta được xây dựng từ thức ăn, nên là khi bị bệnh thì thượng sách là dùng thức ăn để sửa chữa. Đó là về nội dung của quyển sách. Và thông qua quyển sách, Thanh cũng có một vài nhận xét. Cuốn sách này có thể như là một gáo nước lạnh đối với những người không quan tâm đến văn hóa của Phương Đông. Và với những lập luận, vài cái lời khuyên trái ngược với y học hiện đại của tác giả, như là uống nhiều nước quá thì cũng không tốt, ăn các loại muối tinh luyện cũng không tốt, chỉ nên ăn gạo lứt, muối mè thì cũng đủ nuôi dưỡng thành một cái cơ thể khỏe mạnh. Nhịn ăn khi mà cơ thể có bệnh tật để chữa bệnh. Tác giả phản bác lại vào những cái quan niệm trong ăn uống y học mà chúng ta hiện tại vẫn hiển nhiên nghĩ nó là đúng, như là ăn thịt, uống sữa, các sản phẩm từ động vật khác sẽ dẫn đến các hệ lụy về sức khỏe lâu dài và là nguyên nhân chính cho rất là nhiều các căn bệnh. Và tiếp theo là quyển sách có một số cái hạn chế, như là về các biểu mẫu ở trong quyển sách không có ghi rõ ràng về cái nguồn dẫn trích. Thứ tư là đây là một quyển sách rất là hay, được tái bản tới lần thứ 15, còn hơn cả một quyển sách giáo khoa thông thường. Nội dung của quyển sách thì chúng ta biết là cũng có nhiều cái sự tranh cãi theo quan niệm cá nhân của tác giả. Nhưng mà sách thì giấy rất là tốt, in màu, thì khi mà các bạn đọc quyển sách này thì mình nên mở tâm trí của mình ra để mình tiếp thu cái kiến thức mới, dẹp bỏ bớt cái tôi của mình và cái tâm phân biệt thức ăn mặn, thức ăn chay. Nói chung tùy vào hoàn cảnh, vào điều kiện sống mà con người có thể có phương thức ăn phù hợp và sống khỏe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin để lại những lời bình luận để chúng ta cùng thảo luận, để đưa ra cái phương án tốt hơn cho từng cá nhân, từ hoàn cảnh của chúng ta. Và nhớ ủng hộ, like và chia sẻ, đăng ký kênh của Thanh nhé.